Trung tâm miền miền xin chào anh em. Quay trở lại video clip của buổi chiều ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục hàng về. Cũng xin phép giới thiệu tới anh em rất nhiều những mã sản phẩm. Rất mong được sự ủng hộ của quý khán giả. Anh em nhớ xem hết video để biết được giá của sản phẩm cũng như các cấu trúc driver của từng dòng loa anh em nhé. Thì ngày hôm nay thì bên em yêu thực hiện một video tiếp thị tới anh em về đẩy công suất Crown Mỹ và loa JB Mỹ. Anh em đang thẩm âm chất âm cặp loa MR835 trong quá trình nghe nhạc ngày hôm nay. Thì đầu tiên nói về những cặp loa của hãng JBL. Thì bên em yêu đang sở hữu rất nhiều những đôi loa hay và chất lượng. Ở những video trước thì bên em yêu đã quảng cáo rất nhiều những đôi loa khủng rồi. Và hiện thì tại thì cũng có những đôi còn hàng, có những đôi hết hàng. Nhưng mà anh em cứ alo gọi điện xem bên em yêu còn hàng gì thì sẽ báo anh em. Thì và cũng báo tình trạng luôn. Thì ngày hôm nay thì bên em yêu thực hiện giới thiệu tới anh em là bên em yêu lại cập bến thêm một cặp 4722X. Một trong những phân khúc sở hữu bát 30. Bát 30 nhưng đời này thì đánh mạnh uy lực, cục suất lớn, áp lực loa đạt khoảng 600W trên một thân thùng loa. Sở hữu bát 30 côn 100 và tép kèn. Sở hữu tép kèn 2417H, đời 4 số, cao cấp, thùng gỗ sơn sật cát. Cái loa này thì bên em yêu thực hiện bán mức giá ngoài 30 triệu. Đấy. Giá thật của nó là 35 triệu đồng anh em nhé. Và tiếp theo một đôi cũng là thuộc 4 số, đời 4 số, 4215-95. Đôi loa này có hình thức gọn đẹp nhưng sở hữu lại bát 40 anh em nhá. Bát 40 cực kỳ tuyển cho anh em đầu tư cặp này. Đôi loa này thì sở hữu bát thường tép neo, bát 40 côn 76 và tép kèn neo. Đôi này thì có tiếng đánh hay và bay bổng, hay hơn đời X kìa. Đấy. Cũng mức giá trên 35 triệu một chút, 36 triệu đồng. Đấy. Rất hợp lý để cho anh em đầu tư. Hình thức bắt mắt anh em nhá. Hai cặp loa này thì anh em có thể so sánh. Mặc dù mà đôi bát 30 nhưng mà kích thước chiều rộng nó rộng hơn, nhưng con này bát 40 nhưng lại gọn hơn. Rất đẹp luôn. Cho anh em xem về thông số kỹ thuật của cặp loa này. 4215-95 anh em nhá. Thùng gỗ sơn sật cát. Đời cao cấp. Ok. AM4215-95. Đời này thì sản xuất made in Ura xịn sỏ. Con này thì chất rồi anh em nhé. Và những đôi này thì bên em yêu cũng thực hiện bán rất nhiều trong suốt thời gian qua rồi. Anh em đã chơi về đôi này thì nó có độ chất và chi tiết riêng. Và những phân khúc đời thấp hơn, những cặp loa MRX515 515 đẹp tuyển chọn lung linh, mức giá 28 triệu đồng. Và cặp loa MBR 415 thì cũng phải nói là không thể chê được ngoài chất tiếng của nó rồi. Nó là phân khúc đời sở hữu đời cao, thùng gỗ sơn sật cát cao cấp, sở hữu bát 40 côn 76 và tép kèn côn 44. Đôi loa này thì em thấy cái chất tiếng của nó rất trung thực và hay. Loa bát thiết kế hở cho nên có độ chất riêng em nhá. Đôi này thì đẹp hay. Giá cặp loa này thì bên em yêu số lượng có nhiều nên là cũng đưa ra mức giá là 27 triệu đồng. Số lượng bây giờ còn 57 cặp nữa. 515 cũng còn khoảng 4-5 cặp nữa. Và đặc biệt là sở hữu những dòng loa 3 đường tiếng như MR835. Anh em nhìn, hàng tuyển cho anh em. Sở hữu cấu trúc driver của loa là 3 loa, 3 đường tiếng, một bát 40, một trung 20 và một tép kèn. Đôi loa này thì để độ thả hồn vào nhạc thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Vì loa cấu trúc 3 loa, giải loa trung, rõ ràng, trung thực, sắc nét, vớt được những lời ca tiếng nhạc cho anh em cả phần nghe nhạc và hát cực kỳ hay. Tiếng đôi này đánh rất bay, bay tiếng. Vì loa bát 40 như côn 76 anh em nhé, loa trung côn 51 và loa tép côn 44. Và đánh hay cho những cặp loa này. Như bên em yêu tiếp thị thì hôm nay bên em yêu về rất nhiều đẩy crown Mỹ xịn, giới thiệu nhanh và báo giá cho anh em. Cặp loa này thì có mức giá là 26 triệu đồng anh em nhé. Báo để anh em nắm được khi mua trong quá trình
mua thì liên hệ. Còn giá cả bên em yêu báo cơ bản chuẩn chỉ cho anh em để anh em tham khảo mua rồi, nhưng mà có thể ra lọc lá cho anh em một ít thôi, chứ không báo như các trung tâm khác là trên 30 triệu. Nhưng mà trên 30 triệu thì nó có thể là từ 31 đến 39, hoặc trên 20 triệu thì nó cũng sẽ là như vậy anh em nhá. Như em đã báo như này là báo chính xác về giá để anh em đầu tư cho thuận lợi nhất. Đây. Nói đến dòng loa của Mỹ, đặc biệt thương hiệu JB thì Crown kết hợp nó là cậu với mợ rồi. Thì mình đang sở hữu Crown Macotech 1200 tuyển chọn này, đánh cho cặp loa MR835 này anh em nghe. Nếu đã sở hữu đánh với những cung đẩy Crown này rồi thì anh em nào đã chơi về loa JB mà đã đánh với đẩy Crown rồi thì chắc chắn nghe dòng đẩy khác rồi, khó lòng có thể nghe được. Vì cái chất âm của nó sẽ ra nó có cái độ mộc mạc, là độ trung thực, độ sắc nét, độ ấm áp và sâu lắng, nó sẽ khác với các dòng đẩy khác. Về con đẩy Crown họ sản xuất và thiết kế cực kỳ tốn kém anh em nhá. Anh em nhìn vào phần máy của nó đây, thiết kế một con máy xịn Mỹ, nó thiết kế hai nguồn độc lập riêng biệt, dòng đẩy đánh đối xứng. Riêng con 1200 họ đã thiết kế là tổng 24 sò sắt rồi, 24 sò sắt, cho nên là rất khỏe. Và kết hợp về 8 con sò thúc anh em nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nên là về công suất của con này thì anh em chơi tốt cho các dòng loa 3 số 3 đường tiếng, cũng như những đôi đơn vừa rồi em lưu tới giới thiệu đấy. Với những cục đẩy Crown Mỹ này, giá dở tăng lên dã man luôn. Giá của nó những cái này nó hiếm dần đi và hàng bị đẩy giá lên rất nhiều luôn. Nhưng những anh em gọi là sành điệu chơi về âm thanh thì vẫn thích Crown Mỹ. Và nếu bác nào đã chơi đến Crown rồi thì nó là cái đỉnh cao của nó rồi. Cái loa này thì đối với Crown thì em nhấn mạnh giới thiệu lại để anh em nắm được là Crown các đời thì nó sẽ có hai đời mặt trắng và mặt đen, nhưng nó chỉ sản xuất là hai kênh thôi anh em nhá, không có 4 kênh. Đấy. Như con máy này mới thì nó cực kỳ chát chúa rồi, nhưng mà giá bãi thì như con Macotech 1200 này thì bán theo giá thị trường thì có thể là anh có nhiều anh em bán nó mức giá nó cũng sẽ chát hơn anh em nhiều đấy. 1200 này thì đang có mức giá tại thị trường có thể là những con đẹp lung linh như này, có những trung tâm khác bán khoảng 18 triệu rưỡi là bình thường đấy. Hoặc 17 triệu rưỡi, nhưng bên em yêu thực hiện bán 16 triệu 500. Giá này thì em cũng đã cần hết thị trường rồi, thực sự cộng lương và chọn đồ cho anh em để bán thôi, nên anh em rất ngại khi anh em mặc cả. Nhiều khi là cũng phải nói nét là bán những con máy này nó là cả một cái uy tín và chọn đồ cho anh em làm sao chất lượng nhất là được. Đấy. Đánh ổn định cho anh em những con đẹp tuyển này nhá. Đây có hai con 1200 này, mức giá là 16 triệu 500, anh em nào đầu tư liên hệ cho em thôi, hạng tuyển nhá anh em nhá, cực kỳ đẹp và sắc nét, cánh quạt vẫn còn mới trắng. Đấy. Ở phía dưới là có hai con đẩy C20. Dòng đẩy này thì là bãi thương hiệu C20 và hàng gốc của Sotanda. Con này thì anh em chơi cực kỳ khủng long này, đánh những đôi loa công suất lớn. Giá thì con này cũng em cũng thông báo là những con này nó máy sản xuất Trung Quốc, nhưng mà máy sản xuất Trung Quốc đời đầu, cho nên là đánh nó sẽ khác với con máy mới bây giờ. Giá em để anh em mức giá là 6.800.000 đồng thôi, hàng làm đẹp lung linh rồi, chỉ việc chơi thôi. 6.800.000 anh em nào mua được báo em nhé, rất hợp lý về giá, bánh tất cả các đời bát kép. Còn độ chất độ hay thì chắc chắn là để mà nói thì nó vô cùng. Cửa tiền con này nó khác và công suất con này nó khác, một con sản xuất Trung Quốc khác và con sản xuất Mỹ khác anh em nhé. Và tiếp theo thì có những con đẩy công suất lớn như con Crown Macotech 5000VZ. Thì nói Crown thì anh em biết rồi, nó sẽ tùy vào độ xấu độ đẹp của hàng. Đấy. Có những con như Crown Macotech 5000VZ này thì có con nó mới nó đẹp ấy. Cũng như anh em chơi đồ cũ, cũng như về xe ô tô, xe máy cùng một đời, nhưng mà nó sẽ ở thể là có con nó mới nó đẹp thì nó đắt hơn. Như con này em máy bao zin,
bao hoạt động hoàn hảo. Và đánh con này em bảo hành cho anh em cả năm luôn, vì con này em chạy thì em biết là mức độ ổn định của nó rất cao. Để như em mức giá con này là 29 triệu đồng. 29 triệu đồng, con này đẹp đấy, quá ổn định luôn. Nhưng đấy, còn có những con cũng là cờ rao Makotec 5000 VZ này, nhưng gặp những con nó mới thì anh em có thể mua mức giá cao hơn đấy. Cũng cùng một đời, nhưng mà nó mua sẽ phải 33, 34, 35, 36 tùy, hoặc 32, 31 đấy. Nhưng mà em có con này bán mức giá 29 triệu đồng. Tiếp theo một con cờ rao Makotec 3600 VZ đấy. Con này đẹp, lung linh cho anh em nào đầu tư. Cờ rao Makotec 3600 VZ, con này để anh em mức giá 26 triệu đồng. Ok. Cờ rao 2004 thì hôm nay em sở hữu 2 cục. Một con cờ rao Makotec 2004 đấy. Con này máy như mới luôn. Hai con này máy như mới luôn. Con Makotec 2004 này mức giá tại thời điểm này thì cộng lương bán cho anh em là 20 triệu. Đấy, báo rõ thế để anh em nắm được. Đấy. Có những con xấu thì ngày xưa em bán thì nó rơi vào khoảng 17-18 mà. Nhưng con này đẹp xuất sắc, lung linh cho anh em nào đầu tư, 20 triệu. Con này là con Am Crow Makotec 2401. Con này máy thì thiết kế như nhau, nhưng mà con này sản xuất sau, máy mới hơn. Đấy. Nên cũng cân đối lựa bán anh em bằng giá nha anh em nhá. Bằng giá. Có nghĩa là hai con này là 20 triệu một con. Tiếp theo với đời cao của nó, Makotec 9000i. Đấy, con này đỉnh của đỉnh rồi. Đấy. Con này giá ngoài 40 triệu. Đấy. Đó, nó rơi khoảng 45 triệu con này. Cực kỳ đắt nhưng mà chất lượng cao anh em nhá. Những con này thì anh em thúc những con loa công suất lớn như SGX725, 4733X thì đúng là hết thuốc nhá. Vì con này công suất nó đánh trở kháng loa mà 8 ohm nó đã đạt 1900W rồi. Khủng luôn. Còn 4 ohm của nó đạt là 2800W cơ. Rất lớn. Là phía trên. Phía trên này anh em đang nhìn thấy là cũng là cờ rao, nhưng nó thuộc đời Microtech. Con này 1200. Cũng tuyển chọn cho anh em rồi. Con này lại bán cho anh em mức giá, để cho anh em mức giá là 10 triệu 500. Cũng là một con 800 nữa. Còn một con 800 CSL. Đấy. Con này thì anh em đánh với các đời loa như bát 30, 40 họng 76 ok. Đánh như 825, 925 nảy luôn, ăn khớp luôn. Đấy. Đầu tư vừa phải thôi, 6,5 triệu thì cũng chỉ tương đương một con máy đẩy của Trung Quốc thôi. Nhưng mà nó ra cái chất tiếng nó sẽ khác rất nhiều so với những máy đẩy của Trung Quốc anh em nhá. Thì bên em nếu ai thực hiện video clip ngắn để tiếp thị giới thiệu tới anh em về tất cả những sản phẩm hàng đang có mặt tại Hiền Miêu như vậy. Rất mong được sự ủng hộ của anh em. Đấy. Bên cạnh đó thì bên Hiền Miêu còn sở hữu rất nhiều những cặp đỉnh cao của JB 525 này. Những cặp như SP 225-9 này, 4731 này. Rồi thì các phân khúc khác. Nên là cửa hàng Hiền Miêu là rộng cho khoảng hơn 400m2. Còn 4722A có, 925 chứ còn nhiều lắm. Những đôi toa của Nhật Bản này xịn sò, 4725X rồi thì 715 rồi thì 4732A, 4732A rồi 4731. Các loại luôn. 4733X nhiều lắm. Còn phân khúc cửa tiền thấp hơn bên em thì có rất nhiều nữa. Ok. Thực hiện video clip này thì rất mong là anh em ủng hộ. Còn về vấn đề về công suất vang mic thì nhà em Hiền Miêu bạt ngàn. Anh em thích thương hiệu gì bên nhà mình cũng có thể lắp ráp cho anh em được. Hôm nay có mấy món đồ Tây xịn này giới thiệu tới anh em thôi. Em nhu cầu đầu tư mua sắm thì liên hệ với em Miêu qua hai số máy ghi tấm biển 0973 096 520 và 0973 034 319. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em. Chúc anh em một buổi tối xem video clip về em Hiền Miêu hiệu quả, và anh em nhu cầu đầu tư thì liên hệ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.